Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả Nam ơi. Và ngày hôm nay thì thực sự là một ngày khá là ok của cao thủ Chaiko, cho anh em xem set đồ Chaiko anh em ơi. Hôm qua thì Chaiko vừa lên cho mình được một set đỉnh quá, vừa mua trong bang mình nha anh em. Đây anh em, cho anh em xem sơ qua. Và ngày hôm nay thì có cho mình top 5 tống kim với hiệu ứng là 99.000 điểm và 132 mạng. Hôm nay thì Khải chỉ được top 18 thôi anh em ơi. Lúc đầu Khải hơi bị dở chỗ là Khải mang full hiệu ứng 80 chậm 120 chón và 20 khăn lôi. Với 20 khăn lôi thì không làm được gì, là đâm ra là chết dữ quá, không làm được gì luôn. 30 phút cuối thì đánh cũng được đường tí, mang khăn lôi vô đánh khắc liền. Nên là hiệu ứng thực sự là theo Khải nghĩ là không cần thiết nữa mà. Với 80 chón đủ đánh rồi, 50 chậm đủ đánh rồi, thì bây giờ Khải sẽ cố gắng đánh pin thêm cái khăn lôi nữa có thể đánh được tống kim. Đó. Và anh em cùng xem sơ qua anh em ơi. Đó, chơi cô này, 132 mạng, 13 NPC, 28 tử vong và liên chạm 23, giữ liên chạm khá tốt ở trong trận đấu này. Rồi, cho anh em xem chiến đồ. Một giỏ đan như năm. Đây, hôm nay là được top 5 soi anh em xem. Hiện tại thì anh em cũng đã biết thì Chaiko thì bạn nữ đang xếp giỏ đan, đang mang một set đỉnh quốc. Đó, vẫn một set đỉnh quốc nè. Đó, set quốc khá ok. Tầm này thì vừa mua set này như là với giá là anh trong bang anh bán với giá là 7 triệu nhưng mà bán rẻ cho Chaiko, nhưng là không nhớ không làm hình như là 5 triệu rưỡi thì phải. Với giá 5 triệu rưỡi. Nói cái nón này không đã 3 triệu rồi nè. Nói nón này không được 3 triệu này. Còn mấy món này thì bán rẻ cho xài. Rồi. Trung bình cứ một món khoảng 1 triệu nè. Trung bình cứ một món khoảng 1 triệu. Đó. Rồi. Và đang sử dụng của mình một giá truyền khá tất cả 14 khá là pin. Sinh lực 104 và 20 chón. Đó, 20 chón. Và tiếp theo là một cái nhẫn hôm qua Khả đánh ra, vòng như là bán rẻ cho Chaiko này có 3 kim 200.000 thôi, khá rẻ luôn. 25 kháng hỏa, hiệu ứng kháng hỏa và sinh lực khá đẹp, sinh khí 14 rồi chứ. Chón 20 thì hiện tại đang có cho mình 40 chón và lượng kháng hỏa khá là ok. Kèm với một ngọc bội chón 40 là đang có cho mình 80 chón và lượng kháng hỏa là 11. 25 là 36, 36 kèm với cái này 14 là đang có cho mình là 36, 4, 50. 50 kèm với cái này 5 nữa là kháng hỏa được 50, 55 nha năm, kháng hỏa được 55. Đó, và kèm với món khăn lôi. Hiện tại đang món khăn lôi thì không có mang, mang khăn lôi ở cái ấn 23. Đó. Thì hiện tại ấn 23 này kèm với cái chân này thì tại X này vẫn theo Khải nghĩ là nên bỏ cái làm chậm này đi, mang khăn lôi vào nó sẽ trâu hơn. Đó, tại vì Khải test nhiều rồi. Đó. Và hiện tại X này đang có 80 chậm. Hiện tại hôm nay là đang test kiểu hiệu ứng là 80 chậm, 80 chón nè. Đó, 880 chón của Chaiko kèm với một cái lô sắt nội công 172. Thực sự một cái lô sắt quá pin này mà. Quá pin một cái lô sắt nội công 172. May là ở cái Chaiko này có cái ấn bù lại nè. Chứ nếu thực sự không có cái ấn bù lại thực sự thì với hiệu ứng 80 chậm 80 chón, lô sắt nội công không có khăn lôi thì khăn nghĩ yếu lắm anh em ơi. Đó, bù lại khăn lôi được hơn 30 40 khăn lôi vẫn ngon này mà. Đó. Với hiệu ứng này anh em nè, kháng cả 5. Rồi kháng cả 14 thì 19 khăn lôi. Kèm với này 23 thì hiệu ứng khăn lôi là được 42 khăn lôi này mà. Đó, 42 khăn lôi. Còn nếu mà Khải mà Khải mặc theo kiểu full khăn full hiệu ứng như vậy á thì Khải được này. Đó cho anh em xem. Nếu Khải mặc như vậy thì đây. Thì Khải sẽ được nếu Khải mới chơi full chón nha. Full chón thì Khải chỉ được khăn lôi khá là thấp. Đó. Hôm nay thì khăn lôi Khải được 48. Đó. Nếu mình chơi theo kiểu giống như Chaiko thì sẽ được 80 chậm. Đó, 80 chậm này thấy chưa? Rồi 80 chón. Đó, nhưng mà khăn họ khá thấp nè em ơi. Rồi một món khăn lôi. Tại vì Khải chưa có ấn, Khải đang cố gắng mua lần nữa ấn được khăn lôi sẽ ok, bù lại là ok. Phê kim. Đây. Thì tương đương thì lượng khăn lôi tầm này tương đương năm. Đó, khăn họ 34 thôi. Đó, ok chưa? Nếu ngày mai đánh kiểu này cũng ok anh em, 80 chón. 80 chậm. Rồi lượng khăn lôi đều là được. Đó, tại vì anh bên này cũng vậy nè. Với lại anh Long bên này các bạn đánh khéo quá. Liên chạm lên đến 23. Với là cao lô sắc quá đẹp quá nè mày. Không không anh em ơi, S9 nè, không Khải vẫn chơi xe bên này nè. Cao lô sắc 172, Chaiko vừa mua cái này quá pin rồi nè mày. Quá đẹp. Đó, với hiệu ứng này nè, kháng hỏa đẹp nha. Kháng hỏa là lên đến 5x. Đó. Nó lên đến 5x là kháng lôi thì được 43, 45 gì đó. Nói chung thì tương đối nè, vào tổng kim thì đỡ mà nói 80 chón 80 chậm mà kèm với lách lũng thì khăn hỏa cũng đều, khăn lôi cũng đều thì Khải nghĩ ok. Và này vẫn đang có cho mình đó là ba cái năng vốn có mọi người. Chaiko hiện tại lên một set đồ này quá pin kèm với cao vũ khí. Nhớ không làm được cao vũ khí này Chaiko chắc mua khoảng tầm chắc Khải nghĩ chắc khoảng 2 triệu nè. Cái cao vũ khí này khoảng 2 triệu, khoảng 30 kim quay đâu. Với cái ấn này khoảng 2 triệu thì ạc này thì tương đối là hơn 10 triệu nè. Cái set đồ này cảm giác là hơn 10 triệu đó mọi người. Nói cái ấn này 2 triệu này, vũ khí này 2 triệu này. Rồi, còn những món còn lại thì rẻ thôi, không có mắc lắm. Đó,
thì set đồ này hơn 10 triệu nha nè, hơn 10 triệu có thể đánh tống kim được rồi. Đó là mới cái set đồ, chưa tính cái ạc nha mọi người. Ạc này cũng đang nằm top đó, thì đỡ mà đánh tống kim ngon thì anh em phải xếp một ạc nào hơn khoảng 10 đến 15 triệu. Đó, ạc này đang top 6 giờ đang. Đó. Khá ok. Ạc này theo khai đới thì cũng mắc sách vở đó mọi người. Chaco mua ạc cũng mắc sách vở đó nè. Đó. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho cao thủ Chaco like share ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một buổi tối xem live dễ cũng như là xem video vui vẻ nha. Rồi, ok. Khải hay live trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 tối hàng ngày, cũng như là làm video up vào lúc 11 giờ buổi trưa hàng ngày nha anh. Đó. Rồi đăng ký cho anh em. Đừng quên đỡ lại cho Chaco like chia sẻ ủng hộ cho nha.